Xin chào cả nhà. Bữa nay mình với cha mình sẽ đi tháo đáy cho cả nhà xem nữa nha. Tại vì vô nước trong á, ngay cái con nước đóng đáy á, mình với cha mình đóng không có nghỉ ngày nào hết á. Cho nên là mỗi ngày mình sẽ mỗi quay cho cả nhà xem có tôm cá gì đó mình quay cho cả nhà xem. Thì hiện giờ cũng gần 10 giờ cả nhà. Bữa nay tháo hơi trễ. Tháo xong lựa xong chắc khoảng 12 giờ á. Giờ mình với cha mình đang chuẩn bị đi tháo nè. Thì ra ngoài đó giờ này tối thui à, mình không có đi quay cái cảnh tháo đáy cho cả nhà xem được. Thì chút xíu nữa tháo xong á, mình đem đồ vô đây mình lựa, mình quay cho cả nhà xem nha. Để coi bữa nay nước này còn đồ nhiều không, quay cho cả nhà xem. Nay vô đang vô mùa bạch tuộc á, thì chắc là sẽ có bạch tuộc nhiều lắm. Đi chưa cha? Mình đi nha cả nhà. Xíu nữa mình vô quay cho cả nhà xem nha. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ tháo đáy thì mình với cha mình cũng tháo xong rồi cả nhà. Này bữa nay bạch tuộc cũng bộn rồi cả nhà, nhiều dữ lắm luôn á. Mà không biết là có bằng hôm qua không rồi. Quá trời luôn. Xong chưa cha? Lủng hả? Lủng. Mấy con mực này nó hay lắm cả nhà. Chỉ cần cái túi của mình nó rộng á, lủng một cái lỗ nhỏ như vậy nè nha, là nó nhui ra hết luôn á, không còn con luôn á. Vậy là xong luôn. Làm cái này phải kỹ chứ không là không có gì ăn chứ. Mình sẽ tràn luôn. Bữa đi hết cả ký luôn. Con mực này nó hay lắm. Bởi vì mà đáy này mà cả nhà kêu mua lưới gỗ bự hơn chút xíu là đâu có gì đâu à. Nó một quay à, nó nhui ra được rồi, nó nồng ra. Nó nồng ra. Hay lắm. Rồi cá nâu này cả nhà. Cá nâu, lát cần thử cá nâu này cha. Quá trời cá luôn. Cá nâu này mà kéo được sướng lắm à. Con này phải nửa ký. Ra đông đáy á. Nửa ký có hơn. Ra đông đáy đồ. Mình lúc đó mình không có đón được. Mình không đón được là có gì hết cả nhà. Mỗi ngày nó mỗi khác hết. Nhiều khi nó vô những con cá lạ lắm. Nó hồi hộp. Nhiều khi có cá chẽm nè, bùng lao luôn nè. Cá ấy nữa. Cá chì voi vừa. Chì voi nữa. Cá đóng những con. Cá đuối rồi nữa. Đủ. Rồi cá mập nữa. Con nhám. Cá nhám á. Mà lúc này phải ngay mùa hả cha? Ngay mùa nó mới vô. Bỏ vô đây đi, bị trúng chân. Nó mập. Đấy, rộng đi con. Rộng sống, à, quên rồi, quên. Đấy. Quên. Quên luôn. Bỏ vô rộng. Xíu quay thành quả nha. Giờ mình... Này. Quanh tụng đi, chào bác. Nhé, qua bên đặt cái đèn. Quay thu vô. Một em ấy vô chân rồi là con cứ quanh đi. Trời. Bốn gì là xong. Sáu qua đã luôn. Tám mười hôm qua 110 hả cha? 12 bữa nay 14. Cái thùng nó không có đầy bằng hôm qua. 16. Hôm qua cái thùng nó đầy lên gì nè. 18 mà rác không à, còn nay thấy 20. Mực không. Nó bò lên luôn. Cái nâu con để nuôi lại. 22 24 Má trời. Mực này là khoảng 15 con ký. 26 28 Cái này mà cả nhà muốn mua thì mình cũng bán nha cả nhà. 30 Nhưng mà mình chỉ giao ở cái khu vực quận 7 được thôi à. Xa quá mình không có đi được. 34 40 con rồi cả nhà. 42 43 45 Trong bịch có hay ta? 47 Nó chui vô cái bịch này ghê. Trời ơi, một khủng luôn. Nó chui vô kìa. Hai bắt con. Hai con 47 49 Có hai con này dữ thật. Ba con
tôm. Nằm một. Ôi, hai. Hai tôm nằm ký bên. Ít nhỏ. Nằm năm. Ôi, con lưỡi húa nè, thấy ghê không? Vậy. Con lưỡi húa khác với con cá kèo đỏ nha cả nhà. Con này nó cắn chảy máu luôn á. Làm chín. Kinh khủng. Nhìn nó như cái đầu nó như là quái thú nha. Xong rồi. Gân. Đổ ra nè. Xong rồi, giờ mình đổ ra bắt đi. Đâu cái đầu đâu? Cái đầu bươi. Nó bươi gì đó. Xong rồi, cái nó bò ra. Trời phận anh. Màu 64 rồi. Màu 6. Thôi rồi, nó rớt xuống rồi. Con nó bự thiệt á. 68. 70. Thường thì cái loại này nó chỉ to cỡ này thôi nha cả nhà. Cỡ này là lớn nhất rồi này. Còn mà bự nữa là ta kêu con Maya chứ không phải con này nha. Con kia nó dê nhách à. Nó không có giòn như con này cũng ngon hơn. Con kia nó cũng y chang vậy đó. Nhưng mà nó đen thui. Bị vốn. Đen mung luôn á. Con bò xuống. Bò rồi. Tẩu thoát. 77. À, ập xuống đi chị ơi. Nè nè. Được, có cua nó vừa ra. Ờ quên nữa, hồi nãy có cua nữa cả nhà. 80. Trứng có ốc nó vô nó đẻ luôn nè. 81. Ha đi. 82. Nãy có cua nữa. Nãy bên miệng con được con cua, bên cha có không? Thấy không con. Con hả? Vì là có hai con cua trong 80 này. 80 hay nhiêu vậy? 80. Nấm bịch lại. Ê, có tinh tích. Tinh tích, tinh tích cả nhà ơi. Một. Ồ, được một con. Nó nằm ở dưới mà mình không thấy. Ê, muốn gì chừng ạ? Đúng là chết luôn á. Quá đã. Một con. Thôi còn con nào không cha? Dạ đi cho đổ. Bữa trước là không có con nào hết. Có chứ, có con nhỏ. Cua đâu rồi? Đợi con cua nãy giờ mà không thấy cả nhà. Tầm ba. Tại vì hôm nay đóng ít có vô cua lắm. Hôm nay thấy cua mình thấy mê luôn. Sao bỏ con tôm vô rộng ra nó ngáo rồi. 87. Nó ngáo rồi. Có cua nè. Rồi con Sam. Sam con. Cái đuôi nè. Như cái đinh vậy. Có 17 con rồi. Thua rồi quá. Thua quá rồi trai. 87. Tám tám. Tám chín. Tám mươi chín. Chín mươi. Chín mươi. Còn nữa hôm nay. Ê, cua bự nè. Ê ơi, trời ơi. Cua bên cha đó hả? Ừ. Cua đực hả? Cua đực, trời. Ừ, bên đó. Bên con cua cái á. Quá trời con cua luôn. Đực cứ chắc. Kẹp lại gãy luôn. Tí càng á. Ủa cặp càng rồi cả nhà. Không biết chắc không á. Nãy cha không bóp thử. Được được. Nhờ con này nó hơi dẻo dẻo cả nhà. Nhưng mà vậy là ngon rồi đó. Ê, một con bọn rồi con. Còn hả? Ừ, vướng. Vậy mới bò ngoài còn
96 97 97 rồi đây con một rồi đó, trăm rưỡi một rồi đó, hai con bỏ vô hai là ba, là ba hả, bốn năm sáu bảy con nhỏ tám chín gì bằng luôn còn nữa giống kim còn nữa kìa không bằng rồi đó rồi bằng qua luôn cả nhà rồi 101 110 con rồi, rồi xong 110 con này cha wow một bụng luôn 110 con bữa nay ca 7 kg người cũng cắn ấy có tôm lóng này cha hôm nay có tôm lóng nữa thường ngày ở đây là không có tôm càng nha cả nhà hiếm lắm trừ khi mấy bữa mà nước ở trên nó đổ mạnh xuống không có đường lóng giờ mình lựa tôm này lựa mấy tôm này. Tôm với cá cá kèo đỏ nè cá ghi châu nè bự chưa biết còn con gì trong này không bông sao cá đuối ghẹ không có gì lạ cả nhà này chỉ có cua thôi à. Giờ mình lựa tôm cá lát mình quay thành quả cho cả nhà xem nha toàn là tôm cá thôi cá ly mèo rồi để mình quay thành quả cho cả nhà xem nha đây này là cá nè một con cá nâu siêu to cá này mình mới bắt lên á nãy mình rộng nó sống rồi nè với được mớ cá giặt cả nhà này cá lưỡi mèo nè này nó giống con cá thường bơn mà chắc không phải nó đâu cá đối nè. Cá kèo đỏ với cá lưỡi châu bữa nay hết mùa cá kèo này cả nhà nó chạy hết rồi bữa đầu nước nó chạy dữ lắm nay nước nhẹ nó ít rồi ồ con cua này nó chắc phải nói luôn một con cua cua này ngon lắm nha cả nhà cho vô thùng để tối nó bò đi nữa mà bữa đóng vô con cua bự hơn con này nữa nè cả nhà mà để vô trong cái thùng á tối cái nó bò ra nào cũng hay luôn con này cũng cứng quá cha cũng ngon quá nè quên lấy cái cần nha cần mình lấy cái cần mình cân vô nước rồi. Này để mình cân hai con cua trước nha con này 2 gram 2 lần 2 con này không biết được nhiêu đây ủa con này gần nửa ký cả nha dữ thiệt cua gần nửa ký lô luôn cho nó vô thùng đi để mình cân con cá nâu nha
cá nâu này không biết được bao nhiêu đây. Rồi, cá nâu hơn nửa ký luôn, nửa ký giác, quá dữ. Con này mà câu được thôi sướng tay luôn. Rồi được mớ tôm cả nha, mớ tôm này, tôm ngon quá trời luôn. Đi lại cỡ 7 ký bạch tuộc. Ủa cha dèo đâu hả? Cha dèo gần đây hả? Ơi tao thù luôn rồi. Wow. Ôi ôi, một đụng giống nhiều quá chết cha. Chút cha giữa lại hả? Quá trời luôn. Có 7 kg á. Cho xuống. Mình định nướng cá nâu nè cả nhà, nhưng mà nay có mẹ với vợ mình xuống. Đây. Chào cả nhà. Viên khu của mình nè. Mình bắt cá này mình kho ăn cơm nha. Quá trời cá nâu nó mập luôn. Cá này hơn nửa ký giác đó mẹ. Béo ghê luôn, mập ghê luôn. Cá này nó mập. Rộng tối tưởng chết rồi mà ai về nó tỉnh rồi, sống. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Máu. Chứ bắt còn cá màu ếch chứ còn cá ngát nữa cả nhà. Cá ngát cầu bữa trước nè, còn lưỡi. Ủa, cha cá về cá chứ cá gì? Cha cá ngát này còn gì đâm nhất không? Không. Nhất không nhất. Không nhất dữ. Hơn khùng quá. Không cá ngát còn ấy nó con đâm nó ra mũ là nó nhứt à. Con nắm rồi, con bị xước rồi. Ừ, không có nhứt. Lấy cái lưỡi câu lại ghê em xịt. Rồi để mẹ kho cá đi, không có ăn được luôn. Này để coi mẹ mình kho cá nha mẹ. Lấy cái chảo đậy. Trời ơi nhìn quá thì béo rồi cả nhà ơi. Cá là nó dày thịt theo hết chứ. Quá ngon, cái này lá ăn với rau sống rồi mà. Cải chua, cải chua. Cải chua. Ừ, chưa nơi chấm chấm cải chua. Mẹ xào hả? Xào cải chua chấm với cá kho cả nhà. Vậy là xong rồi đó. Xíu nữa xào thái là xong. Cứ bằng hả con? Này cá của mình xong rồi nè cả nhà ơi, cá kho. Với lại cải chua xào nè. Rồi chào cả nhà. Nay ăn cơm cũng tối. Có la sét luôn nè, xài. Nhờ mời cả nhà ăn cơm nha. Này la sét. Nè chị mời cả nhà ăn cơm đi. Nhờ mẹ xuống với ông. Mời cả nhà ăn cơm. Xuống. Cả nhà ăn cơm. Con ngồi xích ra nè. À, qua đây ngồi mẹ nè. Ngồi lại đàng hoàng. Xếp bằng chân lại. Đưa chưa cha cái đó đi. Đưa cha đôi đũa. Nhà nè. Chút đi lấy đi coi cá đi. Nè. Ăn gần hết trước con. Này đó của con đó, ăn đi. Nè kêu ông ngoại ơi đi. Ông ngoại nghe coi. Nè nấu nóng nữa. Ngồi xích ra. Má ơi trời ơi. Con ngồi xích ra đi. Ngồi qua đây mẹ nè. Rồi ngồi xuống đây, ngồi ăn đi, ăn cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm à. À này hồi tối nóng được cá nâu nè. Cá nâu quá trời mập luôn. Viên khúc thịt nè cả nhà. Nhà ăn kèm cái cà chua ngon. Cà chua mẹ xào á, cà chua nhà mẹ làm luôn. Làm bữa ăn. Người ta cũng bán cải luôn nè. Có cái ông bên chợ cầu Giấy bán cho nên. Đi. Đi mấy con chó. Làm không có bỏ miếng nào luôn, mảnh lên màu nữa nè. Mà mai hơi chua. Thì nó chua đó, mới vớt rồi bỏ tủ lạnh nữa ha. Để lâu quá, không ăn. Làm anh kêu làm anh có ăn đâu. Làm muốn ăn, muốn ngào phòng. Rồi sao đá vô được miếng cá này ngon.
gì vậy? Đuổi chó hả? Thôi để ta đứng đi ông già ơi. Nè, con. Nè, kêu quậy ơi coi. Kêu quậy ơi kìa. Kêu đi mẹ cho nè. Kêu quậy ơi đi. Kêu quậy ơi tiếng coi. Kêu đi bỏ vô quên luôn à. Ăn thử đi. Đóng chắc bữa hai bữa nó hết rồi dạ. Này nè. Đóng chắc còn 2 ngày nữa. 2 ngày nữa lẫn. Ừ. Có mực thì mày đóng. Mà nói về đến cứ lại mình đóng. Thái lắm. Thái lắm miệng. Con cá này nó béo ghê thật chứ. Cá này con tính nướng. Nướng cải mỡ ngon quá hả? Nướng cải mỡ ngon. Cá bự mình nó tính nạt hơn. Xin ăn cua ông bà, xin mời cua luộc cua ăn à. Dạ. Ăn không? Dạ em chén. Chúc luộc cua. Hả? Con ăn không? Con nói ăn đi. Không đâu, con nói ăn đi, lát mẹ luộc cua cho ăn. Nên bớt cho mẹ. Thôi, kêu quậy ơi, đi. Ông quậy luộc cua. Kêu quậy. Nhìn vô mấy quậy, con nhìn vô mấy quậy quậy. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình một like với một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. Con bye bye đi. Bye bye.